Alo, hôm nay cảm giác sao bạn? Thăng hoa, thăng hoa. Thích, chỉ có điều là mình ngại. Chứ còn hai cha con thì rất là đơn giản. Người con nên mạnh dạn hỏi bố. Thường bố có thể là ngại, nhưng mà bố chắc chắn là trong lòng sẽ rất là vui, rất là ấm áp. Mấy khi được thể hiện với con mình. Ra thì đây là lần đầu tiên mà hai cha con có một cái set hình chung với nhau. Này đẹp trai phết nhỉ. Một phần cũng lúc đầu thì cũng hơi gượng gượng. Ba thấy sao? Ba thấy bình thường, thấy bây giờ thoải mái rồi. Ông bây giờ thì thấy thoải mái hơn rồi. Ba sinh con năm bao nhiêu tuổi? Con còn nhớ không? Nhớ chứ. 47 tuổi. Gia đình bà xã phải sinh 7 đứa con gái mà cứ nghĩ là có lẽ là bỏ không biết sinh trai rồi tới chuyện đó 47 tuổi rồi thôi cho cùng mót mót cũng ra tên, nói chung là có công mà chắc có ngày lên kim thật. Một phần là cái việc mà cha với con thể hiện tình cảm với nhau là đã khó rồi, ví dụ như là ba con anh thì còn khó hơn nữa, tại vì là từ hồi nhỏ đã không có sống chung với nhau. Khi nhiều khi cũng muốn nhiều thứ nhưng mà nhiều khi mình quên. Phải có sự chịu đựng, con phải chịu đựng cha mà cha cũng phải chịu đựng con. Ví dụ mình không chấp nhận nhưng mà mình phải nghe. Thế hệ của chú là ngày xưa là cái kiểu giáo dục con nó cứng, nó không như bây giờ, không tình cảm, dạy là dạy luôn, không vỡ vẩn là roi vọt luôn, chứ không như bây giờ để tình cảm này. Ba em rất là tuyệt vời, ba em là người không uống một giọt bia nữa hết. Tất cả đám cưới chị em tới đám cưới em, tất cả đám tiệc nhà từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ thấy ba em uống một giọt bia luôn. Ba em chỉ có cái là ba hút thuốc nhiều thôi. Báo thuốc nhiều lắm, còn lại là chú thấy thể hiện tình cảm là chuyện bình thường mà ở nhà chú vẫn hay thể hiện như vậy, nhưng mà là lúc chú thể hiện thì con chú nó không đáp lại, cho nên ở đây nó phải đáp lại. Ở đây là bắt buộc phải đáp lại. Sinh nó ra nó mở mắt chào đời là có trách nhiệm bổn phận với nó rồi. Cho tới ngày giờ này nó có vợ có chồng có nhà cửa riêng tư hết, nhưng mà tất cả công việc gì đó đều cũng cha con cũng hội ý, rồi những cái gì mình đi trước mình hiểu được thì mình chỉ bảo cho con nó vậy. Còn nhiều điều lo lắng nhưng mà mình không lo được. Bây giờ vẫn có lo lắng. Chẳng hạn như là mỗi lần đi phượt thôi là già mà lo. Thank you.